Mình làm mạnh quá, làm nhanh quá thì thường xuyên nó bị hỏng. Cái này mình vừa lâu quá, vừa nhiều quá, nó dãi hết ra rồi. Nó dãi ra, bây giờ mình phải cắt đi để chỉnh lại cái vừa này cho nó vuông góc hơn. Bây giờ mình phải cắt, máy cắt này thông thường nó có cái đồ bảo hiểm, nhưng mà bảo hiểm nó rất vướng, nên phải cái tay này thì nó mắc cái mặt thì thôi rồi đấy. Vì là cái lưỡi bừa nó chõi ra hết rồi, bây giờ mình phải cắt đi để mình chỉnh lại cho nó vuông góc hơn. Bây giờ mình dừng, sau đó khi mình cắt xong mình hàn thì các bạn lại tiếp tục xem. Sau một thời gian cắt, mình đã cắt xong, bây giờ mình dùng máy mài mài để cho nó nhẵn, nó đẹp, rồi mình hàn lại, nâng cho nó vuông góc hơn để nó đỡ chõi ra, bừa nó khó. Ban ngày thì ra làm vườn, ban đêm mới tranh thủ sửa các bạn ạ, vất vả lắm. Thì công việc nhà nông thế các bạn, vất vả quá. Thank you.
tính hàn làm sao cho nó khớp vào cái bảy trăm. Thôi chỉ chờ một tí, khi nào mình hàn là hàn thì hàn lúc để các bạn cùng nhau xem. Sau khi mình mài qua, bây giờ mình xì. À, xì phải đeo kính nữa. Các bạn kính này vào. Hơi đen một tí. Kính nhá. Đặt vào cái này để cho nó làm cỡ các bạn ạ. Vừa nãy thì nó hơi chõi ra, bây giờ mình đẩy vào một chút cho vuông góc hơn. Mình xì qua cho dính vào đã. Mình bây giờ mình cho dính vào xong mình để ra ngoài xì cho dễ. Để đấy xì hơi khó. Khi nào mình xì xong các bạn xem sản phẩm của mình. Chìa khóa xe máy đi. Mình xì qua mình phải đập qua xì than. Cái xì nó ngoài nó chặt các bạn. Cắt chìa khóa xe máy đi, không thấy. Qua video này mình có ý nói như thế này, mà làm nông dân của mình bây giờ cũng phải cần có nhiều kỹ năng sống. Thứ nhất, muốn sản xuất được nông nghiệp thì mình phải hiểu được đặc điểm của cây thực của thực vật, hiểu được đặc điểm của loại thuốc phân và hiểu được cách sử dụng làm sao cho phù hợp. Ngoài ra mình phải có kỹ năng sửa chữa tất cả nông cụ. Hôm nay là mình sửa một cái máy bừa, à một cái lưỡi bừa thôi,
Chứ mọi khi nói thật ra là kể cả khâu vá quần áo mình cũng có thể làm được hết. Tóm lại là bất cứ cái gì mình cũng đều làm được. Mình sẽ mời các bạn chứng kiến cái phần hàn cuối cùng của mình hàn trọn cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn xem video của mình. Mình hàn không phải đồ mỹ thuật chứ không cần đẹp. Chắc bền cứ đắp thật nhiều vào. Mình thì lao động mình khỏe lắm cho nên máy móc hay hỏng. Máy còn hỏng. Sơ suất hết thôi được rồi. Để cái hàn trong cái này cho vào túi. Nhiều khi sơ suất lỗi. Hàn nhiều lắm rồi, cơ bản hàn thế thôi. Hàn chắc chắn nào sửa lại, cắt ra sâu lâu lắm. Quay hàn đấy, quay hàn lại nghỉ đâu. Không đâu. Ôi, bao giờ mày nghĩ rồi.
Sẵn ấy, nhiều khi là nó không phù hợp. Đồ lại như thế, mình cần phải sửa chữa lại sao cho phù hợp với mình. Và chào các bạn, cảm ơn các bạn xem video. Qua video này chúng ta thấy là người nông dân không những phải chịu chăm chịu khó mà cũng phải có nhiều kỹ năng sống nhất. Chào các bạn nhé. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc.